Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Trong khi đó, ở các mực khí quyển trên cao là quá trình hội tụ gió. Do vậy mà mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng không chỉ ở vùng núi Bắc Bộ mà cả vùng đồng bằng hay là Trung Du với nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 25 tháng 5 thì mưa giảm dần về lượng, song vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Do trời nhiều mây và có mưa nên thời tiết vẫn dễ chịu với nhiệt độ cao nhất trưa chiều ngày mai là từ 26 đến 29 độ, sau tăng lên mức là 27 đến 30 độ vào 2 ngày tiếp theo. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh do nằm ngay ở rìa phía nam giải mây dông mạnh đi qua Bắc Bộ nên đã liên tục xảy ra mưa vừa mưa to trong mấy ngày gần đây. Dự báo trong 3 ngày tới thì toàn khu vực tiếp tục có mưa rào và dông nhưng lượng mưa có xu hướng giảm dần với thời gian mưa chủ yếu về chiều tối, đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều trên khu vực dao động trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận mưa ít hơn phần phía Bắc, trời nắng gián đoạn với nhiệt độ từ 29 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động của đới gió Tây Nam nên đều có nắng gián đoạn vào ban ngày với nhiệt độ phổ biến là dưới 34 độ. Sau đó đến chiều tối, đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Trên các khu vực của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có mưa rào và dông làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 đến 10 km. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm, cần hết sức đề phòng. Như vậy là Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vẫn đang tiếp diễn mưa dông trên diện rộng với nhiều điểm mưa vừa, mưa to đến rất to, đi kèm với các thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra. Quý vị cần lưu ý. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 23 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.